Em chào ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Hiện tại em đang hành nghề bán sim dạo. Thiệt đó hả? Bán sim điện thoại hả? Dạ đúng rồi ạ. À, mấy tuổi Thảo? Dạ năm nay em 22. Sim dạo này bán ổn không em? Dạ sim cỡ này mỗi người xài một sim nhưng mà bán cũng chạy lắm anh. Trời ơi, bà này phải nói chuyện giống như hồi xưa mà ở dưới quê mà cái thời mà điện nó chưa ổn định phải xài cái ổn áp. Ổn định lắm anh, mình bán điện thoại cũng nhiều lắm anh. Đi chang lên. Sao đang nói lấy hơi lên vậy em? Dạ nãy giờ em ngồi ở chỗ em khát nước quá mà không có nước uống. Ai mà đối xử tàn nhẫn em vậy? Một ly nước không cho được nhỏ hả trời? Em quên đem tiền. Nó bán sim được lắm mà. Dạ em bán sim được mà tiền em bỏ ngoài kia rồi. Ai vậy? Ai mà sao mà không nhắc nhỏ đem tiền vậy? Rồi cho xin chai nước. Dạ được rồi anh ơi. Lát nữa em đậu em uống luôn. Nghị lực, nghị lực, ý chí. Cho cái canh xăng nước nha. Dạ. Bà lanh lắm. Lát vô viện nhớ lanh vậy nghe. Tôi chờ đợi đó. Mang đôi dép tổ ong là tôi chịu rồi đó. Mà không có sai của em, sai nó thôi bị bự. Mang nó cứ xúc hoài. Xúc chứ, cái gì cũng xúc hết. Dép xúc hôm sau nha. Tấm đi đồng hồ rách. Một mình hay diễn với ai? Dạ em diễn một mình. Vậy khỏi bị áp lực, các bạn kia không được lên đúng không? Diễn đi cưng, đừng hiểu. Hiểu khó diễn lắm. À, cô gái ơi, mình có chuẩn bị đạo cụ gì không ạ? Anh nói em hả? Trời ơi, giống như là... Trời ơi, cái gì mà thả thính em suy tôi luôn vậy? Không... Không, được, được. Những mùa trước không được thả, nhưng mùa này được quyền thả. Em ơi... Lúc ảnh vừa xuống xe là em đã thả rồi. À? Anh ba! Anh ba! Bé xin! Nhạc lên! Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Rồi. Những năm tháng yêu nhau xa vừa. Trời ơi. Trời ơi. Nhỏ này sao cưng vậy trời. Cái dòng giao lưu vui gì vô diễn nó hơn nó vui lắm nè. Rồi cứ thoải mái như vậy. Không sao thoải mái nha. Lát nữa không cần diễn cứ thoải mái như vậy. Y vậy đó là làm đó. Chiến thắng. Ok. Ổn áp không ổn định rồi. Ok. Rồi ổn định lại rồi. Rồi xin mời hãy sẵn sàng ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Phan anh, em mời anh Trường Giang lên đây với em đi ạ. Ok. Anh Trường Giang hình như em mang chung size với anh á. Anh có đôi dép nào nữa anh chia em nha. À. Rồi anh. Thời gian. Được sao anh có phải làm gì hay là anh chỉ im lặng thôi? Anh cứ im lặng. Im lặng mà mỉm cười đúng không? Dạ. Bấm đi anh. Thời gian 60 giây bắt đầu. Anh Giang, anh không xứng đáng. Anh không xứng đáng. Anh hiểu không? Anh không xứng đáng làm chồng của tôi. Anh không xứng đáng làm chồng của tôi. Anh có nghe tôi nói vậy? Anh đang rất là muốn nói đúng không? Anh đừng nói gì hết. Anh im đi. Anh không phải là chồng của tôi. Anh không xứng đáng làm chồng của tôi mà. Vì anh đã là chồng của người ta rồi. Anh mới lấy vợ đúng không? Anh nhớ kỹ cái cảnh này nha. Rồi anh sẽ gặp cái cảnh này thôi. Rồi anh sẽ gặp cái cảnh này thôi anh Giang à. Ông nhìn cái gì? Ông không cười hả? Vẫn đã chiến thắng vang rồi. Chúc mừng bạn nhận được giải thưởng 2 triệu đồng. Trời đất ơi, gia đình đang hạnh phúc chưa được bao lâu. Biết rồi, nói chùa thôi. Bà quở đi nha, người ta có chuyện gì là tôi lôi bà ra đó. Đã mới lấy nhau đó. Trong tình huống đó mà câu khác nó phải liên quan tới nội dung là Trấn Thành cười banh luôn. Ví dụ vừa xong không? Anh Giang ơi gì để rồi sẽ gặp cảnh thôi. Rồi gặp cảnh thôi, vừa đi qua. Gia đình ông cũng vậy thôi. Hiểu không? Là cười mạnh nữa. Chứ đừng có nói câu mà nhìn gì cười gì. Gì ờ. Nãy cười là sao phải không? Khích lệ đó. Khích lệ tài thét có duyên. Tự tin. Một mình dám đối diện như một danh hài hay không? Anh mới lấy vợ đúng không? Anh nhớ kỹ cái cảnh này nha. Rồi anh sẽ gặp cái cảnh này thôi. Rồi anh sẽ gặp cái cảnh này thôi anh Giang à. Thì đó ý là nói dằn mặt rồi đó. Đứng dằn mặt mà tự tin không có bị rung. Biết là có rung đó. Nhưng mà rất là giữ bình tĩnh. Và cố gắng qua hết những cái chương đó. Đó là một sự đáng khích lệ. Tại vì có cái để xem sau này.
cố gắng lên. Đang cảm tình, hợp lý. Trời. Mặt gọi đồng bọn đó hả? Bạn đang đang kiếm gì vậy cô gái ơi? Em ngó gì trong rạp vậy? Kiếm mẹ. À, kiếm mẹ hả? Em thấy mẹ em chưa? Em thấy rồi. Thấy mẹ rồi hả? Diễn đi cưng. Ừ, thấy mẹ rồi thì diễn đi. 2 triệu rồi đó. Ừ, 2 triệu. Bán sim cả tháng á. Thu Thảo ơi, bây giờ bạn đã có 2 triệu đồng chắc chắn, mà lấy được 2 triệu đồng rồi nha. Bây giờ mình quyết định mình thi tiếp hay mình ngừng lại. Nếu mà thi tiếp thì cơ hội chinh phục giải thưởng là 10 triệu đồng. Nhưng mà nếu thất bại bạn mất 2 triệu đồng. Suy nghĩ thật kỹ ạ. Chồng em nói chuyện như cái máy vậy ha. Đâu phải chồng em. Nãy mới nói tình yêu của em mới. Tình yêu của em, chồng của người khác. Chưa là chồng của ai hết. Em ơi, em trả lời mình thi tiếp ngừng lại đi em ơi. Hôn thú gia đình mình bỏ qua bên đi nào. Dạ em quyết định thi tiếp. Thi tiếp. Dòng này em vẫn mời anh Trường Giang lên diễn chung với em. Nữa hả? Anh đẹp trai mà. Thôi khỏi, cảm ơn. Công nhận anh Trường Giang lấy vợ xong đẹp hẳn ra. Từ từ lấy lại bình tĩnh nè, đang rung nè. Hãy bỏ qua những cái số sim đi nha. Đừng nghĩ danh số bán sim nữa. Bây giờ dĩa cao hơn 10 triệu nè. Anh vẫn im lặng như vậy hay là được nói? Dạ anh chỉ im lặng thôi. Em dắt anh đi đâu thì anh đi đó. Ok. Đi bán sim dạo với em luôn nha. Ok. Sẵn sàng ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Anh Giang, sao anh nổi lòng nào anh bỏ em anh đi lấy vợ với anh? Mình đã có những giây phút đắm đuối bên bụi chuối mà. Anh đã tặng cho em bài thơ và những câu nói thật mắc ói. Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe. Anh nói là cuối năm sang nhà em nè, má anh hứa mang theo châu cao, tí anh cung vừa ưng rồi, vậy thì ý em nay sao cưng ơi, em gán cho anh thằng cú đầu lòng, cho anh sống như chưa từng mơ, đem đi khách năm châu rồi sống mình về Tiền Giang, Long Xuyên, Cần Thơ. Giang ơi Giang, có nhớ không anh, đừng ham chơi nữa, quay về bên em, bao tháng bao năm bao giờ bao đời bao ăn bao uống bao đẻ luôn anh, bao bố đi lòng em chờ anh về. Giang ơi Giang, đứt dép là Giang, đứt dép không Giang, nồi nho mi nóc, nồi nho mi nóc ghét thả ve chai em đều con hết em chờ anh về. Giang ơi Giang, anh nhớ không Giang, đừng ham chơi nữa, quay về bên em, bao tháng bao năm em chờ. Hết thời gian à, rất tiếc à. Hơi tiếc. Có nghĩa là hồi nãy đáng lẽ nếu mà em ca cái đó em phải đưa vô sớm hơn thì có dư thời gian. Rồi em phải chà, em phải lết, em bò, rồi em không quăng hoại, em thiếu điều em không cạp, em ăn luôn người ta. Hiểu không? Thì nó mới hợp với cái lời văn hồi nãy. Hiểu nói không? Chứ mình đứng ca không đâu vui. Ca mà phải ca trong tâm trạng, nhìn vô mặt người ta. Ôm cào cấu tuột dần. Tuột cái gì anh? Tuột cho từng người ta tuột xuống. Lanh lắm. Nói chung là cũng lanh lắm, cũng hài hước lắm. Chắc bán giỏi lắm phải không? Bán có duyên ta mua nhiều lắm đúng không? Không biết. Không, bà đừng giả bộ ngây thơ, tôi nổi da gà bà ơi. Bà xạo quá, xạo bà ơi. Bà lanh lắm. Nói chung là em rất là dễ thương nha. Dù gì đi nữa thì thôi mình cũng chào tạm biệt nha.